Thưa quý vị, hưởng ứng chương trình Triệu túi an sinh do Trung ương Đoàn phát động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình trao tặng 1.000 túi an sinh cho người dân, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu nhi các địa phương gồm huyện Châu Đức, thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa. Thực hiện chương trình trao 1.000 túi an sinh tại ba địa phương Châu Đức, thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng 450 túi an sinh, mỗi túi trị giá 250.000 đồng, bao gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Nguồn kinh phí do Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam tài trợ. Để đảm bảo các quy định về phòng dịch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với các địa phương trao tặng từ 10 đến 15 phần quà tượng trưng trực tiếp cho các đối tượng được hỗ trợ. Các phần quà còn lại được chuyển cho địa phương trao tận nhà cho những trường hợp trong diện hỗ trợ. 550 túi an sinh trong chương trình Triệu túi an sinh do Trung ương Đoàn phát động cũng đã được Tỉnh Đoàn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao cho cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Vũng Tàu và các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc. Trong số này, thành phố Vũng Tàu được trao 150 túi, huyện Long Điền được trao 100 túi, huyện Đất Đỏ được trao 120 túi và huyện Xuyên Mộc được trao 180 túi.